Quần sung nhất tình. Công ty xuất nhập cảnh Thanh ý đặc biệt sale 40% off cho tất cả các size của Đông trùng hạ thảo đến từ cao nguyên Tây Tạng. 18,9 gram size more giá 680 đồng với 40% off chỉ còn lại 408 đồng. Tặng một hộp táo đỏ nhãn ngự kỷ tử. Đặt hàng siêu giỏi 7144189788 website thanhdiy.com. Thanh Di Y thương hiệu uy tín. Ngọc Lan kính chào quý khán giả của leader Sài Gòn TV. À, kính thưa quý vị, trong buổi trò chuyện đặc biệt ngày hôm nay, Ngọc Lan rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị sự trở lại của chị Kathy, chủ nhân của tiệm Thanh Li Yến. Xin chào chị Kathy. Kathy xin mến chào Ngọc Lan và mến chào quý khán giả của đài. À, khi mà nhắc đến chị Kathy của Thanh Yến là cộng đồng chúng ta ở đây đều đã quen thuộc với lại đặc sản yến của thanh lê yến nhưng mà ngày hôm nay chị cathy xuất hiện để giới thiệu với chúng ta một cái sản phẩm mà trong thời gian qua chúng ta được nghe nói đến rất là nhiều đó là đông trùng hạ thảo à, đông trùng hạ thảo đó thì nó mênh mông lắm nhưng mà để mà hiểu chính xác thì chỉ có chị cathy giải thích thôi mời chị dạ thì bây giờ đó um, công ty xuất nhập quản thanh lê yến chúng tôi bán hai cái loại đông trùng hạ thảo một cái loại là một thiên nhiên có nghĩa là tự nhiên Ngoài ra đó còn có một cái loại nữa nó là nuôi, nó vẫn là đến từ cao nguyên Tây Tạng. Thì hôm nay nhân dịp xuân về Tết đến đó, Thanh Lê Yến đặc biệt sale 40% off cho cái loại đông trùng hạ thảo nuôi đến từ cao nguyên Tây Tạng. Vô cái là sale liền để hấp hộ người ta rồi Nhưng mà giữa nuôi và tự nhiên đó Thì nó khác nhau làm sao Rồi làm sao người ta có thể phân biệt bằng mắt thường được không chị? Dạ, cái bên ngoài của hai loại đông trùng hạ thảo nuôi và thiên nhiên này nó rất là giống nhau ừ. mình không có thể nào mà mình phân biệt được bằng mắt mình nhìn nhưng mà bây giờ đó thì kathy cũng xin chia sẻ với quý vị là cái cách để cho làm sao mình biết được và tìm hiểu đâu là cái loại đông trùng hạ thảo nuôi và đông trùng hạ thảo thiên nhiên cái loại đông trùng hạ thảo thiên nhiên này đó ví dụ một cái con đông trùng hạ thảo này từ đầu á, trở vô khoảng một phần ba cái thân của cái con ừ. có nghĩa là ba cái cặp chân trước từ cái đầu tính vô mình bể ngang ra đó mình sẽ nhìn thấy ở bên trong đó, nó có một cái lỗ rỗng đen cái này đó mình gọi là cái tuyến tiêu hóa hoặc là cái ruột của đông trùng hạ thảo ừ. tại sao nó có cái lỗ Rỗng đen này là vì này. cái con đông trùng hạ thảo này nó sống ở trên cái miền cao nguyên Tây Tạng thiên nhiên đó. Cái thời gian của nó tăng trưởng nó từ một năm cho tới 5 năm mới nó mới thành hình một con đông trùng hạ thảo. Cho nên bên trong nó có ruột, mình gọi là cái tuyến tiêu hóa. Oh, chị vừa mới nói đó, đông trùng hạ thảo, đông trùng tức là mùa đông nó là con trùng và mùa... Mùa hè. mùa hè thì nó là loại thảo thêm ra nó mới có ruột tuyển, oh. nó phát triển là một cái loại nấm nó trồi lên mặt đất ừ. cho nên là đông trùng hạ thảo là dạ. như vậy rồi bây giờ đến cái loại mà nuôi thì làm sao để biết dạ. được cái loại nuôi này thì rất đơn giản mình cũng bẻ ngang cái con đông trùng hạ thảo ra thì mình thấy ở bên trong cái ruột nó rất là trắng mà nó đặc nó trắng và nó đặc ruột ồ oh, nó không có cái um, cái 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 nó không cái có cái lỗ rỗng đen oh, dạ yeah. cái lý do vì sao vì cái loại nuôi này đó cái thời gian nó tăng trưởng nó dưới một năm ừ. nó khoảng vài tháng thôi nó thành hình một con đông trùng hạ thảo cho nên nó không có ruột nó đặt hết bên trong đó ừ. là cái loại nuôi thì giữa cái loại nuôi ừ. và cái loại thiên nhiên đó cái giá tiền nó khác nhau rất là xa khác nhau nhiều lắm không chị nó khác nhau nhiều lắm nó khác nhau khoảng ví dụ như mình nói mình nói ví dụ như nó khoảng 1 ừ. kg đi hai chục ngàn với 40 chục ngàn nó giống như vậy đó ừ. nhưng mà hiện tại bây giờ đó vô ngay vấn đề liền công ty xuất nhập cảng theo Lê yến chúng tôi đang có đặc biệt sale giảm giá cho cái loại đông trùng hạ thảo nuôi đến từ cao nguyên tây tạng ừ. nếu như mà mình nói bây giờ đó cái giá nó sale được 40% off vậy chứ bây giờ cái công dụng nó như thế nào thì cái công dụng của đông trùng hà thảo đó nó tốt là nó bổ thận rồi nó giúp cho mình có cái giấc ngủ ngon bên cạnh đó những cái người nào mà thường hay bị đau lưng tiểu đêm hoặc là cảm giác mệt mỏi nó đều giúp ngoài ra đó thì nó giúp tăng cường sinh lực sinh lý cho cả nam lẫn nữ nó làm giảm lại cái tiến trình lão hóa chị vừa mới nói chị tính ký ba chục ngàn bốn chục ngàn ngọc lan nghe nó nhiều quá như vậy á thì khi ví dụ như một cái hộp chị đang cầm đi rồi sau khi mà xe 40% phần trăm rồi á thì nó còn khoảng bao nhiêu tiền rồi người ta uống thí dụ như uống chẳng lẽ một lần uống cả mấy trăm đồng thì đau bụng quá quý vị mua đó một cái hộp như vậy nó là 18.9 tám chín gram cái giá tiền, cái giá thường của nó đó là 680 đồng. Hiện tại bây giờ Thanh Yến đang có đặc biệt 40% off. Thì nó chỉ còn lại có 408 đồng thôi. 408 đồng mà một hộp như vậy nè. Bên trong đó, nó có khoảng 82 con. Thì mình tính ra đó mỗi một con nó khoảng 4 đồng mấy chục cent thôi. Rất là hợp lý cho mình dùng mỗi ngày nó như một ly cà phê vậy đó. Ok nhưng mà okay. rất tốt cho sức khỏe. Dạ, yeah, như vậy là hiểu rồi. Tức là một cái hộp cho Ngọc Lan mượn đi chị. Cái hộp này á thì uh, nếu mình nghe là 400 hơn 400 đồng mình xây sẵn mặt mài liền. <laughs> nhưng mà nếu mà tính như là chị chủ nhân của Thanh Lê Yến tính ra một con như vậy nó chưa đến 5 đô la. Xong rồi một con như vậy mình dùng mỗi ngày hay là uh, nếu mà mình tiết kiệm mình dùng cách ngày cũng được thì mình lại không thấy là nó đắt như vậy là từ cái món ăn của ngày xưa vua chúa thôi giờ mình cũng có thể xài được nhưng mà ngọc lan thấy còn ở đây một loại nữa chị ơi cái này là gì dạ thường thường đó người ta hay lầm tưởng là đông trùng hạ thảo đó những cái loại như vậy này người ta gọi là nấm nấm đông trùng hạ thảo hoặc là cái hoa của đông trùng hạ thảo những cái loại này nè thường thường á mà những cái hãng đó người ta làm cái này là nấu lên là thuốc đó làm ra viên hoặc là làm ra với cái dạng nước oh. là cái loại cỏ nấm. Ừ. thì mình gọi đây là nấm đông trùng hà thảo cái loại này nó cũng rất là tốt. Hiện nay đó theo Lý Yến đó, chúng tôi cũng vẫn có bán cái loại nấm này. Một cái hộp như vậy đó cái giá tiền của nó đó là khoảng 100 đồng cho 100 g. Nhưng mà bây giờ nhân dịp xuân về Tết đến sale 100 đồng mua một tặng một có nghĩa là thành hai hộp. Yeah. hộp này bình thường là 100 đô la nhưng mà bây giờ nhân dịp năm mới là 50% mươi phần trăm tức là mua một tặng một mua, một, mua tặng một, một tặng một ồ như vậy đây là cái mà chị nói á thí dụ như là khi mà người ta à, quảng cáo những cái viên đông trùng hạ thảo mà uống dạng viên là làm từ cái này làm từ cái cỏ oh, của đông trùng hạ thảo người ta sẽ xây ra dạ. còn cái loại này á thì bởi vì nó đặc biệt quá cho nên là người ta phải để nguyên cái này thì mình mới nhìn thấy được cái giá trị của nó phải không dạ thì bây giờ nhân dịp xuân về đó thì Thanh lê yến đang có đặc biệt cho đông trùng hà thảo 40% off 40% off. Um, tất cả những cái chi tiết đó quý vị có thể gọi về cho Tenley Yến là 7144189788 bên cạnh đó quý vị có thể vào website để tìm hiểu thêm về đông trùng hà thảo cũng như cách nấu, cách dùng. tenleyyen.com. tenleyyen.com. À, hay là dễ nhớ hơn nữa Ngọc Lan còn nhớ còn có ghi là tiệm yến.com cũng vô được phải không? Dạ được. Nhưng Cả mà thành... bây giờ chị chị giới thiệu giùm ngọc lan đi chị. Ờ, dạ. Cái này nè, nguyên cái con này vừa vừa đông trùng vừa hạ thảo mùa đông á, thì là côn trùng mùa hè thì là cọng cỏ. Dạ. Nhưng mà ăn nó làm sao chị? Dạ cái này cái cách dùng nó rất là đơn giản. À, mình có thể rửa qua bằng nước nóng xong rồi đó mình chế nước nóng vô mình ngâm. Ừ. Mình ngâm xong rồi mình uống cái nước đó đi mình nhai luôn cái con đông trùng hạ thảo. Nó rất là ngon. Cái, cái mùi vị của nó nó thơm thơm nó giống như là cái loại mà dry seafood vậy đó rất là ngon. nhưng Rồi... mà mình chăm vô mình uống một lần thôi hay là mình mình chăm nhiều như là chăm trà? mình có thể chăm vài ba lần mình uống cũng được nha. quan trọng là mình nhai cái con đông trùng hạ thảo cho nên nó rất rất là tốt. À, có những người nói chứ bây giờ tôi không có thích nhai như vậy, tôi có thể làm như thế nào? quý vị có thể á, nấu chung với súp, quý vị có thể nấu súp bò, súp gà, súp heo hoặc là mình nấu cháo bên cạnh đó mình có thể chưng chung với yến tuyệt vời lắm chưng chung với yến để ăn đó tuyệt vời chứ sao dạ tuyệt vời tại vì nó đắt tiền quá mà rồi đó có những người đó người ta thích cái người ta có thể ngâm ừ. ngâm vào trong cái bình đó ngâm rượu để mình uống rất tốt cho sức khỏe Wow. như vậy á, là chị Cathy đã giới thiệu với chúng ta về cái cách sử dụng à, quý vị mà thấy bình thường người ta bán mà viên viên á thì thường là là cái loại mà nấm đông trùng hạ thảo họ làm chứ họ không có dùng cái loại mà nguyên nguyên cái chất nguyên chất nguyên cái con gì đâu người ta sẽ bán nguyên con này và mình ngâm mình nấu hoặc là mình uống ăn rất quan trọng là ăn nguyên cái con này chứ đừng có vứt bỏ à, còn tìm yeah. hiểu thêm thì Rồi còn tìm hiểu thêm nếu mà cái cách ừ. như hồi nãy đó kati nói đơn giản đó là mình có thể chế như nó sôi để uống ừ. khi mà mình chế nước sôi vào trong cái con đông trùng hạ thảo này để dùng thì nó hơi lạc thì bây giờ mình cho thêm một cái gối cái này là táo đỏ nhãn nhục kỹ tử bên trong thì mình cho một cái gối này vào rồi mình cho một hai con đông trùng hạ thảo cái nó tùy mình mình đổ nước sôi vô rồi mình ngâm rồi mình có thể uống cả ngày sau đó mình có thể nhai luôn cái con đông trùng hạ thảo rất tốt À, quý vị vừa mới nghe chị Cathy của Thanh Ly Yến giới thiệu một cách rất là chi tiết về đông trùng hạ thảo, cách phân biệt nó là làm sao, cách sử dụng như thế nào và quan trọng hơn, đó là cái chương trình giảm giá nhân dịp xuân về Tết đến. À, cảm ơn chị Cathy đã đến với chương trình ngày hôm nay, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một mùa xuân thật là an lành, hạnh phúc, chúc tiện của chị mua mây bán đắt. Dạ, cảm ơn Ngọc Lan và xin cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ gọi vào cho Thanh Lê Yến nha. 40% off cho đông trùng hạ thảo, 40% off nhân dịp xuân về Tết đến. Dạ, xin kính chào. Mừng xuân quốc trình, công ty xuất nhập cảnh Thanh Lê Yến đặc biệt sale. 40% off cho tất cả các size của đông trùng hạ thảo đến từ cao nguyên Tây Tạng. 18.9 gram size small giá 680 đồng với 40% off. Chiếc còn lại 408 đồng, tặng một hộp táo đỏ nhãn ngược kỹ tử, đặt hàng xin gọi 714 418 website tiên ý.com. Thêm đi ý, thương hiệu, quy tính.